Mọi người, đây là cái hộp bút tại Mỹ Nghệ Tâm Phúc nha. Anh chị cần tặng quà sinh nhật cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho sếp thì mọi người nhanh tay follow kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc để mình tìm kiếm những món quà nha. Ngoài những cái visa rồi những cái quà tặng như móc khóa thì hộp bút là một trong những món quà mà cũng rất là được ưa chuộng ha mọi người. Đây, đây là bút khắc tên gồm có hộp, một cái hộp gỗ và một cái bút nè. Bút thì đây là bút gỗ Maple đó, dạng mở nắp. Anh chị thích dùng bút bi thì bên Tính cũng có bút bi nha. Và hộp cũng vậy, hộp cũng là gỗ Maple luôn. Và là được bên Tính khắc miễn phí lên cho khách hàng nha đó. Ví dụ như dịp 20 tháng 11 bên Tính cũng khắc vào những cái dịp 20 tháng 11, 20 tháng 10 thì khắc chủ đề của 20 tháng 11 nha mọi người. Đó, các bạn muốn tặng sinh nhật thầy cô nè, tặng cho bố mẹ mình cũng là những cái quà tặng ý nghĩa như này thì các bạn khắc tên lên bút nha. Đây, ví dụ khắc tên này này. Bút thì bên Tính có rất là nhiều loại bút làm từ những loại gỗ khác nhau nữa. Anh chị yêu cầu cái loại gỗ nào thì bên Tính sẽ có cái bút theo cái dòng gỗ đó cho mọi người nha. Đặc biệt là bên Tính đa phần là sản xuất về những cái quà tặng bằng gỗ, những cái sản phẩm như là thủ công handmade như là bút viết và những cái visa bên Tính sản xuất bằng tay cũng có luôn nha mọi người. Ví dụ như những cái sản phẩm tái chế như là vỏ ngọc trai rồi những cái cartouche á, bên Tính cũng tận dụng để làm những cái móc chìa khóa, những cái bút thủ công á cũng khá là lạ. Mà anh chị tham khảo những cái mẫu quà tặng tại shop Mỹ Nghệ Tâm Phúc nha. Nhớ follow kênh để mình tìm kiếm những món quà tặng phù hợp với mọi người hoặc sử dụng nha. Bye bye.